Khi gọt khoai tây này thì bạn đầu tiên là bạn sẽ cần có khoai tây này, rồi bạn sẽ cần một cái chậu nước đã có múc sẵn một ít nước để múc vừa đủ thế cho nó đỡ phí nước. Để sau khi gọt vỏ xong thì vứt ra đây, để bởi vì là khoai tây nếu mà gọt xong mà không vứt ngay vào nước thì nó sẽ bị thâm, cho nên là cần một chậu nước nhé. Bạn cần một con dao và một cái nạo nữa, cần một cái để đẻ vỏ nữa. Bất cứ cái gì bạn có thể là để cái vỏ mà gọt ra để tí nữa vứt đi ấy. Bây giờ cách làm như thế này nhé. Các bạn lấy một lần lượt lấy củ khoai ra, thì đầu tiên là cắt một cái ở trên đầu cái củ khoai tây này như này, cắt một tí như này, rồi xong bắt đầu là lấy cái nạo. Nó có nhiều cách, các bạn có thể dùng nạo hoặc dùng dao, tốt nhất là dùng nạo, tại vì dùng nạo thì nó rất là nhanh. Các bạn là đưa này, gọt từ đưa từ đầu củ khoai này đến đầu củ khoai kia. Đây nhé, từ đầu này đến đầu kia. Đấy, các bạn nhìn này, một cái củ khoai đó như thế này nhé. Các bạn gọt đưa tay thẳng theo chiều dọc, đừng đưa theo chiều ngang, tại vì đưa theo chiều ngang, nếu như trường hợp hợp các bạn gọt xoay như thế này thì nó sẽ mất rất mất thời gian. Đưa theo chiều dọc như này thì nó sẽ nhanh hơn. Đưa theo chiều dọc của củ khoai. Nè. Dùng cái chiều dài hơn của củ khoai để một lần mình đưa tay một cái ấy, thì mình chỉ đưa một đường thôi thì nó sẽ được nhanh hơn. Nó sẽ được nhiều hơn, nó nhanh hơn. Cứ vậy. Cứ vậy các bạn gọt lần lượt hết củ khoai. Tuy nhiên thì cái củ khoai nó không chỉ có vỏ không, nó còn có những cái vết hà. Có những cái vết hà, rồi có những cái chỗ mà nó có thể là bị hỏng hoặc là bị thối như thế nào đấy. Thì các bạn nhìn nhé, đây này, cái chỗ này này, lạo gọt không đi được, các bạn sẽ dùng dao, các bạn gọt cái này đi. Rồi, thì nó sạch này. Cứ như vậy này, những cái chỗ nào mà lạo không đi được thì dùng dao gọt nốt. Những cái chỗ các bạn nhìn thấy không? Cái chỗ như thế này nhé, nó có dấu hiệu là cái củ nó hơi hơi trông nó hơi thâm thâm ở bên trong rồi, các bạn phải bỏ đi, gọt sâu xuống đây, các bạn thấy không, gọt ra nó thấy cái phần hà này, thì các bạn sẽ phải là gọt hết cái phần này đi. Các bạn trẻ thì dùng thớt nhé, dùng thớt để ấy cho dễ, các bạn trẻ nhỏ ấy thì dùng thớt, với cả những cái bạn mà những bạn nào mà mới học ấy thì tốt nhất là dùng thớt đặt cái này xuống để cho nó dễ. Cái củ này này thì tình hình là củ này nó hỏng rồi, các bạn thấy không, củ này nó bị hỏng hết rồi, nó ở bên trong nó như này à. Bổ ra thì thấy bên trong nó như này, có nghĩa là không ăn được rồi, phải bỏ đấy, thì phải bỏ đi, gọt củ khác. Rồi các bạn thấy không, bắt đầu là lại gọt nhé, các bạn chú ý nhé, nhìn này, nếu như trường hợp mà ở bên ngoài mà thấy nó thâm thâm như này các bạn phải cắt vào giữa, cắt vào giữa, nếu như trường hợp nó bị như củ này có nghĩa là không ăn được nữa rồi, nó hỏng hết ở bên trong ruột này. Củ này này, sau khi mà cắt một phần đầu này, các bạn lại tiếp tục làm như vừa xong, lại lấy cái lạo này gọt chạy dọc theo chiều dài của củ khoai, gọt một đường từ trên xuống dưới, đưa một đường từ trên xuống dưới, cứ như vậy gọt hết đi. Dùng nạo thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cả việc dùng dao, nó đi rất là nhanh đấy. Cứ dùng dùng nạo như này nhé, các bạn cứ dùng nạo kéo một đường từ trên xuống dưới, từ đầu lọ đến đầu kia. Tuy nhiên trong trường hợp mà bạn nào mà không có nạo ấy thì có thể dùng dao. Dùng dao thì các bạn cũng làm như thế, nhưng mà các bạn đặt đặt cái mũi dao như này nhé, đặt cái mũi dao vào sát như này, xong rồi gọt như này. Đấy, cố gắng là gọt mỏng nhất có thể. Đấy, trong trường hợp mà bạn nào mà không có lạo thì có thể dùng dao. Dùng dao thì nó lâu hơn, và các bạn lưu ý là phải nhẹ nhàng thôi, nếu không thì nó vào tay nhé. Đi sát này, đi đi sát vỏ, đừng cố gắng là làm sao để cái lưỡi dao nó không vào tay, nhưng mà đi sát vào vỏ để mình tốn ít khoai nhất có thể. Đấy, có lạo thì dùng lạo, không có lạo thì dùng dao, các bạn vẫn có thể là gọt được. Còn một cái trường hợp nữa là đối với những cái củ khoai tây mà mới rỡ, củ khoai tây mà mới rỡ thì các bạn là việc gọt như thế này thì nó sẽ lấp mất một cái lượng thịt khoai như tây như này này, thì nó sẽ rất là lãng phí. Lúc khoai tây mới rỡ thì cái mỏ vỏ nó rất là mỏng, và nó rất là ấy nhá, củ này này. Sau khi mà các bạn gọt xong thì các bạn kiểm tra xem là có chỗ nào mà lạo chưa được gọt chưa sạch không, thì và có chỗ nào hà sâu thì ấy ra,
thì cắt ra thì củ lại ok, thì bây giờ chỉ có cái là vừa mới gọt xong thì nó dính đất ra đây thôi, thì cho vào trong chậu nước ngâm để cho nó không bị bẩn, và để tí nữa rửa hết những cái vết đất này ra đấy. Thế xong rồi lần lượt cứ thế là gọt hết cái chỗ khoai này. Thì các bạn là hoặc là dùng nạo hoặc là dùng dao, hoặc một cái trường hợp nữa là trong trường hợp mà đối với những cái củ khoai mà người ta mới trồng ấy, đối với những củ khoai mà người ta mới dỡ thì cái vỏ của nó rất là dễ, thì lúc đấy các bạn có thể dùng nó dùng dao các bạn cạo như này này, các bạn cạo như thế này thì cái lớp vỏ nó đi, nó rất là mỏng đây này, nó sẽ không vào cái thịt, nó sẽ không vào thịt của khoai. Trong trường hợp mà lớp vỏ là mới dỡ thì cái vỏ này nó rất là mỏng và cạo nó rất là nhanh, nó thành một cái lớp có thể là bóc được rất dễ dàng, kể cả là cái khoai này để lâu rồi này, người ta bày ở chợ người ta bán rất lâu rồi nhưng mà vẫn có thể cạo được. Cạo như thế này thì là cái phần mà mình vứt đi nó rất là ít, các bạn nhìn thấy không, đây là cái vỏ này, lạo hoặc là gọt bằng dao thì nó có dính cả cái khoai này nữa, nó vứt đi rất là nhiều. Nhưng nếu như trường hợp mà các bạn cạo như thế này này đấy, các bạn cạo như thế này thì cái lượng khoai đi thì nó rất là cái vỏ này nó ra nó rất là ít, và cái lượng khoai còn lại mình có thể là dùng được rất là nhiều. Thì ấy xong các bạn phải nhớ cắt hai đầu và cắt những cái phần mà chưa ấy nhá, các bạn có thể gọt hoặc lạo là tùy, lạo thì nó nhanh hơn, còn đâu gọt như thế này thì bàn tay của các bạn là phải phải đủ phải phải đủ lớn để cầm vào ấy thì các bạn mới lạo được, còn đâu các bạn nhỏ thì sẽ khó để lạo hơn. Cứ vậy thì các bạn làm lần lượt xong rồi là gọt hết xong rồi ấy, hết chỗ khoai này đi. Các bạn nhìn thấy không? Không phải là củ khoai nào nó cũng tươi hết, thì thỉnh thoảng nó sẽ có những củ mà mình đi chợ mình mua mình sẽ không để ý hết thì nó sẽ bị thối hoặc bị vết hà như này này. Thì các bạn sẽ phải là bỏ đi. Những cái củ khoai mọc mầm là cũng không ăn được là cũng phải bỏ đi nhé. Đấy này. Củ này có phải mọc mầm không nhỉ? Nó bị thối. Của lại bị thối. Đây nhá, cắt hết chỗ thối đi. Cứ như vậy lần lượt với tất cả các bạn thấy không? Cái này nó có vết này, các bạn phải dùng dao cắt nó đi, cắt hết những cái này đi. Đấy, việc đi chợ là mình chọn là gọi là mình cũng không thể chọn hết được, nhiều khi là vẫn bị sơ suất đấy. Lúc chọn là chọn củ ngon nhất mà thỉnh thoảng về thì nó vẫn bị kiểu như này. Hoặc là các bạn là mua mà không dùng ngay thì để lâu nó cũng bị thế. Khi gọt xong thì các bạn sẽ có đống rác này. Các bạn sẽ phải trước khi mang khoai đi rửa thì các bạn sẽ phải lấy cái rác này hót hót sạch cái đống vỏ này cho vào thùng rác, làm đâu gọn đấy. Còn các bạn lưu ý nhé, các bạn thấy không? Là khi mà đi chợ mà không để ý kỹ mà chọn nhầm củ khoai này về vứt đi như thế này là mất tiền, là lãng phí đấy. Cho nên là cái việc đi chợ là chọn khoai là phải chú ý là chọn khoai ngon nhé. Với cả tốt nhất là lên tự chọn, tại vì nếu như trường hợp mà để cho người bán chọn hộ ấy, thì họ rất hay đưa sẵn củ hỏng mấy lị củ xấu vào thì mình sẽ bị lãng phí, như thế này là một cách bị mất tiền. Còn đây là sau khi các bạn mà gọt vỏ xong thì nó sẽ được cái chỗ này ngâm trong chậu nước như thế này. Bây giờ các bạn sẽ phải là sau khi vứt rác đi thì là các bạn sau vứt rác vào thùng rác thì vứt vỏ vào thùng rác thì các bạn sẽ cần phải mang cái khoai này đi rửa thật sạch. Các bạn bạn sẽ cần một cái rổ rửa rau chuyên đựng rau để đựng khoai. Sau đấy nhá, các bạn này sẽ dùng hai tay thì tốt hơn nhá. Các bạn này cọ sạch cái củ khoai đi. Cọ sạch củ khoai đi. Cọ sạch củ khoai cho nó sạch hết những cái đất đi. Trong quá trình mà các bạn gọt ấy thì là những cái đất nó sẽ dính vào củ khoai thì các bạn sẽ cọ sạch đi. Đồng thời các bạn sẽ cầm một con dao, nếu như trường hợp nó vết nó còn cái vết sót nào, ví dụ như cái vết này này mà nó chưa cắt ấy, thì các bạn sẽ cầm dao các bạn cắt nó đi. Còn cái vết nào mà chưa cắt ấy, thì các bạn sẽ cầm dao các bạn cắt nó đi. Các bạn dùng hai tay nhé thì cắt nó dễ hơn. Mình thì cần thì dùng cái thớt nữa. Mình ở đây là mình đang dùng một tay để quay cho nên nó khó. Nhưng mà đại ý là các bạn sẽ cắt những cái vết còn sót đi. Cắt đi. Đấy, thì cứ như vậy, các bạn cứ rửa lần lượt như vậy để cho nó sạch thì thôi. Gọt hết những cái bẩn thì con dao treo lên. Còn đâu cái nước này các bạn nhìn thấy không? Vừa mới rửa xong bây giờ nó rất là bẩn. Các bạn đổ cái nước này đi. Rửa một lần không bao giờ được, tại vì là một lần thì nó vẫn còn bẩn ấy. Cho nên là các bạn phải rửa vài lần.
Rồi. Đổ khai này vào. Gọi nước ra. Cá. Bởi vì khoai là vừa xong cái lượt vừa xong đã dùng hai tay để cọ sạch những cái đất dính vào và đã dùng dao để gọt nộn những cái mắt, những cái ấy nó còn sót lại thì đã gọt sạch hết cả rồi. Cho nên là bây giờ chỉ cần tráng lại một lần là sạch thôi. Chỉ cần tráng lại một lần là sạch này, nhúng cái đáy rổ vào đây này. Rồi cẩn thận thì là nhân lên tráng lại lần nữa hoặc là bỏ ra tráng bằng chậu lần nữa được. Người lớn có thể nhân tay như này nhưng các bạn trẻ có thể là bỏ ra dùng chậu tráng lại lần nữa cho sạch. Thế xong rồi bỏ ra để ráo. Kê khoai lên cái chậu hoặc là cái rổ hay là cái rổ khoai lên cái chậu hoặc cái bát hoặc là cái gì đấy. Mục tiêu là để cho nó ráo nước mà nó không chảy lênh láng nước ra ngoài ra sàn.